trần cũng vậy. Dạ, cho con đánh lỡ quý sư, dạ cho con đánh lỡ cô tu nữ tuệ duyên, dạ cho con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài kệ 415. Vô thác ca mê đá phàn đá hàm tòa đá đá nà gà rô đá rít đá chê cà ma pha vá đá rít khi năng tá ma hằng rầu mi rầm ma năng vô thá cà mê đá hàm toàn đá a na gà rô đá rít đá chê cà ma pha vá đá rít khi năng tá ma hằng rầu mi rầm ma năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Và đây là khổ thơ của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Vô tha ca mê bà phan bà han po na anagaro bà ri ba che kama pa pa bà ri ki lang Tamahangru mi ramanang Yodhakame bahan pona Anagaro baripache Kamapava barikilang Tamahangru mi ramanang. Ai người bỏ dục đi ra khước từ đời sống căn nhà thế gian, dục hữu đốt cháy tiêu tan, những bậc như vậy dự hàng bà La Môn. Và đây là khổ thơ của ngài Hòa thượng Duy Đức. Dạ, con cảm ơn cô Rạng Đông đã bóc bài. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mờ Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Cô Tu Nữ Tội Duyên, Cô Tu Nữ Thanh Mới Cha Ri. Dạ, mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn Sư Trần Phụng. Cô chia con tri ân cô tự duyên, con xin phép được trả bài câu pháp cú số 415. Vô tha ca mê ba tòa na a na ga ro ba ri pa che ca ma pha qua ba ri khi nâng tam a hâm ru mi râm ma nâng vô tha ca ba tòa na a na ga ro ba ri pa che ca ma pha qua ba ri khi nâng tả ma hằng ru mi râm ma nâng vô tha ca mê ba ha toa na a na ga ru ba ri ba che ca ma pha qua ba ri khi nâng tả ma hằng ru mi râm ma nâng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Vô tha ca mê ba ha toa na a na ga ro ba ri pa che ca ma pha qua ba ri ki nâng ta ma hăng ru mi râm ma nâng vô tha ca mê ba tòa na na ga ro ba ri pa che ca ma pha qua ba ri khi nâng ta ma hù mi râm ma nâng. Ai người bỏ dục đi ra khước từ đời sống căn nhà thế gian, dục hữu đốt cháy tiêu tan, những
bậc như vậy dự hàng Bạc La Môn phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em mình kính dâng mít lại đầu tràng ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Cao Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô kỳ phụ nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Yô tha ca mê pa han to na ana ga ro pa ri pa che ka ma pa va va pa ri ki nang ta ma hang bum me bram ma nang Yô tha ca mê pa han to na ana ga ro pa ri pa che ka ma pa va pa ri ki nang ta ma hang bum me bram ma nang ai ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Yô tha ca mê pa han to na Anagaru Paripaje Kama Pava Parinki Nang Tamahang Bumi Brahma Nang. Ai người bỏ dục đi ra, khước từ đời sống căn nhà thế gian, dục hữu đốt cháy thiêu tan, những bậc như vậy dự hành Bà La Môn Hòa Thượng Giới Đức. Con kính thưa ông quý sư và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Sư Thi Na, và cảm ơn Sư Trần Đông, cô tu nữ tại duyên, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý đạo hữu về giao đạo tràng. Dạ, thấy hết rồi nha. À, hôm nay thì trùm hơi bị ế, và hôm qua thì rất là đông. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, và con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 415. Cảm ơn Thích Trăng Đông cho bài học. Vô thắc đà hạc ca mê bá hạnh to nã nạ gà rô bá rít bá chê ca ma phá qua bá rít khỉ năng ta ma hằng su mì râm má năng. Vô thắc ca mê bá hạnh to na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi râm ma năng. Vô thắc ca mê bá hạnh to na a na a na dạ không sai rồi. Vô thắc ca mê bá hạnh to na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi râm ma năng. Ai ở đời động dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Vô tha ca mê bà hạnh to na a na ga rô bà rít ba chê ca ma pha qua bà rít kỳ năng ta ma hăng su mì râm ma năng. Vô tha ca mê bà hạnh to na a na ga rô bà rít ba chê ca ma pha qua bà rít khi năng ta ma hăng su mì râm ma năng. Vô tha ca mê bà hạnh to na a na ga
bà rích ba chê cà ma pha qua bà rích khi năng tạm ma hăng su mì râm ma năng. Ai người bỏ dục đi ra khước từ đời sống căn nhà thế gian, dục hữu đốt cháy tiêu tan, những bậc như vậy dự hàng bà la môn. Đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, còn đọc và kể nhiều lần để nhìn có bàn tay nào đưa lên không, con cũng không thấy. Nhưng mà bây giờ không sao, cũng còn sớm ít phút thôi. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh con không, có trước máy không, cho con một tín hiệu, con có thể cung thỉnh Pháp Sư trước không được Pháp Sư. Dạ, sa thú lành thai Nhật Quỳnh, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích Rạng Đông, xích Trần Đạo, cô Ái Minh, xích Thi Na, xích Trần Phụng đã hoan hỷ lên kệ ông bài. Hôm nay Trần Phụng kệ hay lắm rồi. Dạ, con tri ân sư đã cho con tín hiệu. Dạ, trước khi con thỉnh Pháp Sư, sư cho con xin một ý kiến á Pháp Sư. Tại vì trong ban điều hành chúng con là nhờ con khi cầm mic thỉnh Pháp Sư thì nhắc nhở chư Tăng dùm là room mình chỉ có sinh hoạt đến 8 giờ thôi, để hoặc sớm hơn một chút để cho lớp học đi qua bên lớp Bút Thá Thăm Má cho kịp giờ. Quy định 15 năm rồi là chỉ học tới 8 giờ thôi, nhưng mà con thấy quý sư không có được vui khi con nhắc nhở như vậy. Con cung thỉnh ý kiến của sư, nếu con làm như vậy có sai thì sư chỉ dạy cho con, thì để quý sư tự động muốn giảng đến lúc nào thì giảng. Một phần con không còn ở trong room thì con phải rời room, thì con cứ rời room. Và trước khi sư lên giảng bài, sư cho con xin ý kiến để con theo ý kiến của sư con sẽ làm. Dạ, y như vậy để không có làm phiền lòng quý ngài giảng sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Quà Tô Arahato Samma Sambua Ta Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Quà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mộng đặng nhờ ánh sáng a chỗ ha lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng tuy thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thanh dự pháp từ a đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng a thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng ngày hôm nay. Nhưng mà không biết là có điền khuyết cho Thượng Tọa Tể Quyền thì lúc đó sư sẽ cho biết. Cả bây giờ thì
Con kính nhân Minh Đỉnh Sư, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Đỉnh Sư ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Thaya. Dạ kính đảnh lễ chư tăng và toàn thể quý vị, mến chào tất cả quý vị ở trong diễn đàn Pháp Quốc Kinh chuyên đề. Dạ hôm nay tịnh đàn chỉ làm cái phần sự đó là thầy phần 1 nói về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú, mà ngày nay chúng ta học đó là câu báo. Sau thượng tọa Tuệ Quyền sẽ giảng giải ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú này. À, trước khi vào cái buổi học chính thức thì theo lời của cô Nhật Quỳnh cũng như là đại diện cho các quý vị trong ban điều hành, các quý vị có cái công đức để mà thiện nguyện giúp đỡ cho được cái lớp học, cái diễn đàn sẽ diễn ra một cách trôi chảy, thì tịnh đạt thật sự ra thì mới vào sinh hoạt gần đây. Cái thời gian trước thì cũng có nghe kể lại, nhưng mà giờ giấc sinh hoạt thì rất là rõ ràng, được trình bày rõ ràng là đến 8 giờ sẽ kết thúc và đóng room. Thì thưa cô Nhật Quỳnh với lại các vị có cái trách nhiệm ở trong diễn đàn đó, chúng ta cứ làm theo cái trách nhiệm của mình. Và theo tịnh đàn nhận thấy rằng thì đa phần các vị giảng sư đều tôn trọng cái khoảng thời gian này hết. Chỉ có một vài trường hợp ngoài ý muốn. Thì bằng cách là chúng ta cũng không nên nhắc thường xuyên đâu. Tịnh đạt nghĩ rằng chúng ta có thể dùng cái chat lên màn hình, tức là bây giờ thông báo 7:03 chẳng hạn như vậy, thì đó là một cái dấu hiệu để cho các vị giảng sư nếu trường hợp nhìn thấy màn hình thì sẽ lưu ý cái giờ đó. Dạ thì đa phần là các vị tham gia ở diễn đàn này đều nắm được rõ cái thời gian, cho nên chúng ta cũng không cần phải nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà khi mà có những cái sự cố xảy ra thì nếu các vị có chuyện gấp mà chuyện bận thì chúng ta cứ rời room, và có vị nào ở lại phía sau sẽ hồi hướng và đóng room. Thì cái việc đó là mong tất cả quý vị chúng ta, cái công đức mà quý vị thường xuyên, tại vì Mỹ Sư cũng không có thường xuyên để mà online, các vị là những người túc trực thường xuyên, phải nói là công đức quý vị rất là lớn, không có quý vị thì các sư cũng không có thể nào có được cái buổi giảng được trôi chảy. Thì một lần nữa cũng tán thán công đức quý vị, và đó là ý kiến của tịnh đạt. Và trở lại thì để chúng ta bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, câu pháp cú 416 có nội dung như sau. Chúng ta sẽ lễ bái Tam Bảo trước khi vào cái buổi học. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavatang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ con đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền mới quang lâm vào trong đạo tràng. Vào giờ này chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 416 phần thích nghĩa. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 416 trên 423 câu có nội dung như sau. Yo ta tan hang ba han toana anarako paripache tanha pawa parekinang tamahang prumi brahmanang
ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Tà La Môn. Câu kệ ngôn pháp cú này chúng ta có tổng cộng là 4 câu. Câu thứ nhất là Vô ta tan hăng pa hăng tòa ná. Vô tha tan hăng pa hăng tòa ná. Vô tha được phân tách thành kết hợp bởi hai từ là vô cộng với lại ý tha. Vô có nghĩa là ai, người nào. Ai hoặc là người nào. Ý tha là này. Này. Chữ tan hăng có nghĩa là ái. Tan hăng có nghĩa là ái. Nó là một cái danh từ nữ tánh. Sẵn đây nói luôn cái phần mà nữ tánh, trung tánh hay là nam tánh, nó không phải thể hiện cái gọi là giống như là sinh vật giống nam, giống nữ, giống đực, giống cái. Ở đây là nói trên mặt từ ngữ, chữ nghĩa, vân vân. Chứ không phải là cái từ đó nó có cái giới tính, nó không phải là giới tính của một cái sinh vật. Nó là cách bố cục của một ngôn ngữ Pali. Nó có tính, nó có cái số ít, số nhiều, nó có cách bản chia. Và chính vì có nhiều cái ràng buộc cái ngôn ngữ như vậy, cho nên cái ngôn ngữ Pali đặc biệt, nó là một ngôn ngữ trí tuệ, cần phải có sự hiểu biết mới có cái sự liên hệ và chặt chẽ. Cho nên không phải là chúng ta nói là tanh hăng là nữ tánh, nó là về mặt ngôn ngữ mà thôi. Tiếp theo là Pahantuana. Pahantuana bắt đầu từ cái từ ha, cộng từ ha đó là hay là dứt bỏ đó. Pahantuana là sự dứt bỏ. Quá khứ phân từ, chia theo quá khứ phân từ thì là đã được dứt bỏ. Đã dứt bỏ. Câu kế tiếp đó là Anagaro Paripache. Anagaro Paripache thì từ này chúng ta cũng đã từng gặp, có nghĩa là không nhà. Anagra cộng tiếp đầu ngữ ná có nghĩa là không. Anagra là nhà, ngôi nhà. Khi mà kết hợp lại thành Anagara có nghĩa là không nhà. Paripache. Paripache là một cái sự xuất gia. Paripache hay là sống không nhà đó. Sống sống đời sống không nhà. Xuất gia. Câu kế tiếp đó là Tanha Phava Parikhi Năng. Tanha Phava Parikhi Năng. Chữ Tanha Phava Parikhi Năng, nguyên cái cụm từ này được ghép lại bởi nhiều cái từ như là chữ Tanha, từ Phava và Parikhi Năng. Chữ Tanha có nghĩa là ái, Phava có nghĩa là hữu hay là sanh hữu. Và cái từ này gọi là một cái từ ở trong kinh điển, ca tan ha phá quá là hữu ái, hữu ái hay là ái hữu. Parikhi năng. Parikhi năng là có nghĩa là đoạn trừ từ cái căn động từ khi nó tiết, khi nó tiết cộng với lại cái tiếp đầu ngữ pari, nhấn mạnh lên là cắt đứt một cách lìa khỏi hay là một sự cạn kiệt không còn dư sót. Tiếp tục đó là câu cuối cùng Tamahang Brumi Brahmanang.
tamahang promi pramanang. Tamahang là kết hợp của hai từ tăng và ahang. Tăng là cái vị ấy. Cái vị ấy ở đây ám chỉ cho là cái vị đoạn tận ái, bỏ nhà sống xuất gia, cái vị mà đã đoạn tận được ái hữu. Là chữ tăng đây là ám chỉ cho cái vị có ba cái tính chất của cái câu trên. Thì a hăng là ta, có nghĩa là Như Lai, Đức Phật xưng a hăng. Prumi Brahmanang, Prumi là gọi, Brahmanang là Bà La Môn, và Bà La Môn ám chỉ cho cái vị thánh tăng A La Hán vô lậu. Thì như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 416 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 416 có nội dung như sau. Yo ta ta nang pa an toa na anagaro pare pa che tana pa wa pare khi nang tamahang brumi brahmanang. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản dịch văn xuôi của ngài In Đá Chan Đá Chánh Thân: người nào đã dứt bỏ ái, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh du sĩ, có ái và hữu đã được cạn kiệt, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: ai người bỏ ái ra đi, khước từ đời sống căn nhà thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan, những bậc như vậy dự hàng La Môn. Nam mô Bụt Thà Giá. Sau phần học ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 416, và sau đây là giờ thời gian giảng pháp ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này, chúng con thành kính thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền hoan hỷ giảng giải về ý nghĩa và cũng như duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú 416 này. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành tâm đến đây đến Đức Phật, đến giáo pháp và trung tâm kính lễ đến thực tâm minh hạnh Đức Tịnh Đạt cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý thân nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivade Misvakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangham Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương những đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì nhờ quy lực tam bảo hàng giáo hội đến chưa tôn đức tăng với tu nơi cùng chư Phật tử luôn được an chánh pháp. Nam mô Bụt Thà Giá. Và các bạn nghe, kính thưa quý vị, cái câu số 416 pháp cú kinh hôm nay có thể nói rằng duyên sự sẽ nó dài nhất trong các đoạn. Cho nên vì vậy chúng tôi cũng sẽ cố gắng để nhanh chóng để giảng việc mà để tường thuật lại cho quý vị biết về một cái duyên sự của câu pháp 416 này. Tuy nhiên chúng ta biết nói về Chotika. Chotika tức là một trong những cái vị trưởng lão mà ở trong một vị trưởng khố của vua Bibisara mà thời Phật tức là rất là danh tiếng và giàu có. Thì khi Đức Phật đang ở trú lâm tịnh xá, tôn giả Chatila nói về câu chuyện quá khứ, tức là tiền thân của Chotika. Lúc xưa đó ở Ba La Nại, tức là Baranasi, có hai anh em làm điền chủ trong một ruộng mía thật lớn. Một hôm người em thăm mía thầm nghĩ mình sẽ chặt cây mía, mình sẽ chặt cho anh một cây, còn mình ăn một cây. Chàng chặt hai cây mía rồi bịt kín chỗ vừa chặt lại để nước mía nó chảy ra, để nó chảy ra hết rồi cầm về nhà. Ngay khi người em chặt cây mía đi về nhà thì tại Gandhama đã nát có một vị Phật độc giác mới vừa xuất định đó. Thì vừa thấy thì mình nghĩ hôm nay
ta sẽ độ cho ai thì lâu ngày quan sát nhận thấy những người điện chủ biết rõ có khả năng bố thí cúng dường thì Đức Phật độc giác Đắc Y mang bát dụng thần thông đến ngay trước mặt. Thường người em trông thấy thì rất là hoan hỷ. Chàng trải cái áo khoác trên cái chỗ cao và bạch thỉnh Đức Phật độc giác ngồi đó. Và khi Đức Phật độc giác an tọa thì cái người làm chủ này, người em đó mới thỉnh bát của Đức Phật độc giác. Chàng mở cái bịch cây mía đó đưa lên cao và chế nó vào đầy bình của Đức Phật. Nước mía chảy ra đầy bình, ngày dùng xong người em lại nghĩ thật may mắn cho ta, vị thầy cao quý của ta đã dùng hết bát nước mía. Bây giờ ta cúng dường thêm, nếu anh ta đầu tiền cây mía thì ta sẽ trả, còn nếu như anh ta muốn hưởng phần công đức thì ta sẽ chia cho anh ta. Thế là chàng bạch Phật độc giác, bạch ngài xin thỉnh ngài đưa bình bát cho con một lần nữa. Chàng mở cái bịch cái cây mía của người anh thứ hai và trút hết nước mía vào bình bát cho Phật. Mà không hề nghĩ rằng anh mình sẽ kiếm cây mía khác để mình nghĩ rằng anh mình sẽ kiếm cây mía khác để ăn cứ cúng dường. Vì đã dùng xong bát rồi thì Đức Phật Độc Giác muốn chia sẻ một cái nước mía cho các vị Phật Độc Giác khác. Thì ngày ngồi xuống chỗ cũ nhận lấy, người em đỉnh lễ năm vốt ngày xong rồi phát nguyện và ngày con cúng dường tiếp tục nước mía này và xin cho con đời sau được hưởng lạc thú của cõi trời và cõi người, và sau cùng xin con đạt được đến chỗ mà ngài đã chứng đắc. Đức Phật đáp: ngươi sẽ được như vậy. Nên để rồi để hồi hướng công đức, đọc lên câu kệ nguyện cho tất cả mong cầu của thí chủ được thành viên mãn. Chúng ta được thường thường chúng ta nghe chư tăng đọc ít chư tăng mà thí tăng tâm hành kiếp mê quên sinh biết chân tú, mong cho ước nguyện của người được thành tựu. Thì xong rồi bay lên cái hư không và đến Gandhamadana và phân chia cho các vị địa và cho 500 vị độc giác khác dùng nước mía. Chứng kiến cảnh vi diệu ấy, người em về gặp người anh và hỏi: nãy giờ chú đi đâu? Em ra thăm cái ruộng mía, chú ra mía mà không đem về cây nào ăn sao? Thì dạ có anh à, em mang về hai cây mà gặp vị Phật độc giác em cúng dường cây của em rồi cúng dường với cây của anh luôn rồi. Một cái thì anh lấy tiền thì em trả tiền, còn không nữa em sẽ chia cái phần công đức này cho chính anh. Thì vì anh muốn lấy tiền hay lấy cái phần công đức, thì anh nói đó thôi được, ta lấy cái phần công đức. Thì rồi sau khi mà vị Phật ấy cúng dường hết xong rồi á, thì nghe người anh nghe tự thực lại như vậy á, thì rất là hoan hỷ và cũng nguyện cái phước này được chứng đắc độc giác. Người em nguyện ba điều, chàng chỉ nguyện một câu được chứng đắc A La Hán. Lúc mãn kiếp thì hai anh em đều sanh về cõi trời và sống suốt thời gian của hai vị Phật. Khi họ ở cõi trời, Đức Phật Tỳ Bá Thi tức Phật Xích Khi á xuất hiện ở thế gian. Hết phước ở cõi trời, hai người tái sanh vào trong một gia đình trưởng giả ở Pamthumati, cũng làm anh em. Cha mẹ đặt đó, tên cho người anh là Sena, còn người em là Aparajita. Thì đến tuổi trưởng thành, hai người lập gia đình. Một hôm Sena nghe truyền khắp kinh thành Pamthumati, tức là có Đức Phật xuất hiện, có giáo pháp xuất hiện và có tăng bảo xuất hiện, hãy đến bố thí cúng dường vào các ngày mùng 4, mùng 8, 14 hãy đi vào. Sau đó đi nghe pháp Sena, tức người anh đó, thấy dân chúng kéo nhau đi cúng dường Phật tự về buổi điểm tâm. Rồi sau bữa điểm tâm đó họ nghe Phật giảng pháp, thì đi nghe Đức Phật thuyết pháp thì Sena này cũng đi theo, và chàng này theo chân cái đám đông đi vòng ngoài pháp hội. Đức Phật biết đức tư tử của ông liền giảng pháp từ chỗ thấp đến cao. Nghe rồi Sena muốn xuất gia nên thỉnh cầu Phật nhận lời vào tăng đoàn. Đức Phật hỏi: này thì ông có bà con quyến thuộc thì phải xin phép trước. Bạch Thế Tôn: con có ạ. Thì hãy xin phép rồi trở lại gặp ta. Sena về bảo em trai: tất cả gia tài từ nay thuộc về chú, còn anh thì sao? Ta định đi xuất gia làm đệ tử Phật. Thưa huynh trưởng, xưa nay á, anh nói gì em nghe thế. Khi mẹ mất anh là mẹ của em, khi cha mất anh là cha của em. Gia sản của chúng ta rất lớn, chúng ta có thể sống với đời sĩ mà làm việc phước thiện. Chúng ta không cần phải đi xuất gia.
thì ngài nói trả lời, ta đã nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, ta không thể không tu hành được thành đúng pháp. Ta muốn sống không có lẫn lộn giữa thế tục và người xuất gia, ta nhất quyết phải đi xuất gia. Nói rồi thôi chú về đi, chú đừng có lo nữa, ta giao hết rồi đó. Thì Sena đã định bảo người em ra về và đi đến tỉnh, sau khi giao cho người em xong đi đến tỉnh xá xin Phật xuất gia. Chàng được thọ cổ túc và chẳng bao lâu trước A-la-hán, người em á, thì theo lệ thường thì nhân dịp người anh xuất gia thì cũng cúng dường vật thực chư tăng suốt cái thời gian 7 ngày. Chàng cúng dường cho Đức Phật và chư tăng xong thì đến lễ và thưa bạch ngài, ngài đã được sanh ra sanh khỏi sanh tử luân hồi, con thì còn bị ngũ dục ràng buộc, chưa thể xuất gia sa môn. Ngài dạy cho con làm thế nào để được phước lớn trong lúc đời sống còn cư sĩ này, hay lắm. Và chú hay cất một hương thất cho Đức Thế Tôn. Nó giờ được, chàng mua đủ các loại gỗ và các kèo cột để cất hương thất. Ván gỗ đều khảm bằng bạc, châu ngọc và đều làm cho hương thất của Phật toàn bằng gỗ khảm bảy báo và hoàn thành. Mái thất cũng lợp bằng bảy báo. Trong lúc hương thất đang được thi công thì người cháu mang cùng tên với chàng Apana đi đến, thưa chú, cháu cũng muốn đóng góp chút đỉnh. Chú hãy cho cháu kiếm phước nhé. Thì người chú cũng không được. Chú không thể đáp ứng yêu cầu của cháu. Chú định cúng dường một công trình mà phần công đức không thể chia sẻ cho ai. Người cháu này nghĩ vẫn không được. Thì sau đó chàng mới đi đến trước hương thất của Phật. Thì thấy rằng cần có một, ở đây có cần một cái chuồng. Thì thấy là cất một cái chuồng voi. Thì ta bàn cất toàn bằng ngọc không. Thì trong kiếp hiền cháu ấy thời sanh làm quan chữ khố ở Ramamandaka. Nguyên thất có ba cửa sổ rộng và toàn bằng bảy báo. Bên dưới là cửa sổ người chú Aparachita cho xây bể trồng sen, bên ngoài được tô bằng nhiều cái rất là đẹp và có bốn cái lỗ nước thơm trồng năm mà hoa sen khác nhau. Chót vót trên đỉnh tháp thì hình chuông của ngôi thương thất. Người ta đặt chiếc bát vàng trong đựng phấn hoa để khi Đức Phật ngồi bên trong sẽ mang phấn hoa để khắp kim thân đỉnh tháp bằng san hô và lộng lẫy và đang xòe như con công. Những loại ngọc châu báu trong thất bảo có thể tán thành bột. Thầy Bà Rà Chí Tá cho tán hết ra khỏi rải khắp hương thất Phật còn một tay. Và chàng hoàn tất rồi, chàng gặp vì sư môn anh của mình, thưa bạch ngài, hương thất đã cất xong, con muốn chẳng Đức Phật nạp thọ được cái ân kim công đức này. Tôn giả vào bạch Phật, bạch Thế Tôn, cư sĩ này đến trình đã xây cất xong hương thất. Thỉnh Thế Tôn đi vào. Đang thuyết pháp. Anh sẽ nghe ra đó. Đang thuyết pháp. Xin lỗi quý vị. Thì khi người anh đến với thành Phật đi vào hương thất á, thì Đức Phật á, đi đến cửa hương thất, người liền dừng lại ngắm nhìn châu báu đầy rẫy trong thất. Thì Aparajita và Thế Tôn thỉnh ngài vào. Chàng thỉnh ba lần Đức Phật vẫn đứng yên, không biết tính sao. Chàng đưa mắt ngó người anh mình. Thì Tôn giả hiểu ý bảo em, này em, hãy đứng trước ngài và thưa như vậy, bạch Thế Tôn là nơi nương tựa duy nhất của con, xin thỉnh ngài an trú nơi hương thất này. Vâng lời chàng đến đức gieo năm vóc nên Phật đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Như người sau khi ẩn trú qua đêm dưới gốc cây ra đi không chút bận tâm về cây, như người đi qua sông bỏ lại bè sau lưng không thắc mắc, con thỉnh Thế Tôn an trú trong ngôi nhà này chẳng bận lòng với các châu báu. Tại sao Đức Phật dừng ở cổng? Người ta nói rằng ngài nghĩ dân chúng sẽ kéo đến sau đến gặp Như Lai, và sau bữa ăn này nếu họ lấy ngọc đi thì
họ nhiều người quá mà họ lấy ngọc quá thì vô tình sẽ hại cho chính họ. Và nếu như chúng không thể ngăn họ đó thì những người này biết đâu lại tức là lấy từ những cái châu báu mà họ phải chịu tội. Thế là thế nên sau khi lời tắc bạch của Parichita, Đức Phật mới liền tiến vào cái thất. Parichita cho người gác quanh hương thất với cái lệnh, kẻ nào mà cố ý cất giấu châu báu trong quần hay lấy thúng vỏ đựng các ông phải ngăn lại, còn ai hút trong nắm tay hãy cho họ đi. Chàng liền khắp truyền khắp thành đã trải đầy châu báu trong hương thất của Phật, người nào đến nghe có thể lấy một ít, người nghèo thì có thể lấy một hai nắm, người khá giả thì hốt một nắm. Sở dĩ như vậy vì chàng tin những kẻ có đức tin đến để nghe pháp, người chưa có đức tin thì sẽ do lòng tham mà dẫn đến, do nghe pháp rồi cũng sẽ thoát khổ từ ý định muốn lợi lạc của chúng sinh mà chàng rao những cái lời trên. Cái tâm rất là lớn, người người đi nghe pháp cũng đều lấy châu báu theo đúng quy định của vị thí chủ. Chàng cho đổ thêm châu báu một lần nữa, hai lần dưới chân Phật. Chàng để cho một viên ngọc thật rất quý. Tôi ý nghĩ kẻ nào mà biết chiêm ngưỡng ánh hào quang sáng chói từ kim thân Phật thì sẽ chẳng ưa thích gì ánh sáng viên ngọc quý này. Quả thật vậy, những ai trông thấy Đức Phật rồi thì chẳng màng nhòm ngó đến viên ngọc nữa. Một hôm có Bà La Môn tà kiến tự nghĩ, người ta nói có một viên ngọc đặt dưới chân Phật, ta có thể lấy nó. Hắn đến hương thất trà trộn vào đám đông đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật ở Parichita nhìn cung cách hắn là biết hắn có ý định chiếm cái viên ngọc, đề nghị ta hy vọng hắn không lấy. Người Bà La Môn sải tay về đảnh lễ Phật và làm bộ như đảnh lễ ngài và nhóm lấy cái viên ngọc cho vào áo và ra đi. Vì thí chủ không còn giữ bình tĩnh đối với các vị Bà La Môn, buổi thuyết pháp vừa xong chàng đến trước Phật và bạch thưa Bạch Thế Tôn, đã ba lần con để châu báu đầy hương thất đến chỗ ngài, con chẳng hề có ý tức giận để cho những người lấy đi, trái lại con rất quan hỷ. Nhưng hôm nay con nghĩ hy vọng ông Bà La Môn kia không lấy viên ngọc quý, khi hắn vào trong đến lúc hắn lấy viên ngọc con không thể bình tĩnh nổi. Nghe xong Đức Phật bảo, này Thiện Nam, người không nên ngăn cản những người khác lấy của cải của người ư? Và ngài dạy chàng một cách. Abhijitá vâng lời và phát nguyện, từ nay trở đi con xin cho vua hoặc kẻ trộm nào dù rung đến mấy cũng không thể lấy gia sản của con được, dù một sợi chỉ. Xin cho tài sản của con không bao giờ bị lửa đốt hoặc bị nước cuốn trôi. Đức Phật ngài nói sẽ được như vậy và ngồi hướng công đức cho thí chủ. Ngài khánh thành hương thất, Parichita cúng dường vật thực rất nhiều và tặng cho 6.800.000 vị tỳ kheo trong tỉnh xá suốt 9 tháng. Hết kỳ cúng dường cho cúng thêm mỗi vị tỳ kheo theo ba y và cúng nhiều khúc vải mai y cho các vị sa di, cho tăng đoàn, đáng giá 1.000 đồng. Làm việc phước thiện như thế đến mãn kiếp, chẳng được tái sinh lên cõi trời sau nhiều kiếp và tái sinh vào Đức Phật hiện tại, chúng sinh vào một chàng trưởng khố ở vương xá và ở trong thai mẹ 9 tháng rưỡi. Bắt đầu tới câu chuyện hiện tại, quan trưởng khố Chô Tỷ Cá. Vào ngày chào đời, tất cả các binh khí đều sạc lửa, châu ngọc đeo trên thân trong thành cũng phát sáng như muốn bốc cháy, tất cả cả thành đều được sáng. Sáng hôm ấy, quan trưởng khố đi vào chầu vua. Đức vua hỏi, hôm nay tất cả binh khí đều sạc lửa, hạ thành đều được sáng, khanh có biết lý do vì không? Quân tâu hạ thần biết lý do tại sao như vậy. Hôm nay con của bệ hạ vừa chào đời tại nhà hạ thần, hiện tượng này xảy ra do phước đức của nó, không biết sau này nó có thành tướng cướp hay không đây. Tâu bệ hạ không có chuyện đó, cháu nó vừa chào đời mà hôm nay phước rất lớn do một lời phát nguyện. Thế thì chú bé phải được nuôi dưỡng chu đáo, đây là số tiền trẫm cấp cho khanh mua sữa cho nó. Vua cấp cho quan trưởng khố mỗi ngày 1.000 đồng tiền vàng, đến ngày đặt tên chú được đặt gọi là Chô Tỷ Cá, kỷ niệm lúc chào đời ánh sáng rực rỡ khắp thành. Đến tuổi Chô Tỷ Cá lập gia đình, người ta lo dọn cất nhà mới, vua đi thích thấy ngai vàng nóng
không biết chuyện gì, quan sát thấy đang họ đang sửa soạn cất nhà cho chúng tôi cá liền nghĩ, người thân như này sẽ không ở trong ngôi nhà họ cất, ta có bốn bổn phận phải đến đây. Ngài cải trang thành thờ mộc xuống chọn xuống chỗ bọn đang làm. Các ông làm gì thế? Tôi đang sửa soạn cất nhà cho chôn tí cá thôi đi. Các ông hãy xây nhà cho các ông. Các ông chẳng xây được nhà cho ông đó đâu. Đấy thức chỉ nhìn mảnh đất đến 16 cá ri xá một lần, lập tức nó trở nên nó lên trên bằng phẳng và nhìn thêm một lần nữa thì đến đó đấy mặt mọc ra thêm một tòa lâu đài đến 7 tầng và điều bằng 7 báo. Một tòa lâu đài như vậy hiện ra như thế, Đức Đế Thích lại nhìn lần thứ ba rồi nói: hãy mọc lên cho ta 7 báo, 7 bức tường bao quanh tòa lâu đài. Các bức tường liền hiện ra. Đức Đế Thích nhìn lại một lần nữa, các cây như ý nằm mọc lên thành vòng quanh. Cái liền hiện ra, Đức Đế Thích nhìn một lần nữa, hiện ra 4 cây bạc, 4 châu báu ở 4 góc chân tòa lâu đài, 4 vạt châu báu liền có. Trong số các vạt chân châu báu có vạt rộng gần 500 cây số, có vạt rộng 300 cây, 200 cây số, vạt thì hơn 200 cây số, và cuối cùng thì vạt châu báu xuất hiện có đường kính miệng bằng nhau, còn đường kính ở đây bằng chu vi quả đất. Đường kính các vạt châu báu xuất hiện ở nhà chôn tí cá không biết rõ bao nhiêu, nhưng khi chúng hiện ra, châu ngọc đầy ngập giống như là hạt thốt nốt căng đầy cơm. Khi cắt bỏ vỏ đầu, người ta ra bên gốc cây, người ta bón gốc cây cho tòa lâu đài, còn xuất hiện 4 cây mía bằng vàng mập mạp như những cây thốt nốt đang độ lớn. Lá mía toàn bằng ngọc, thân mía toàn bằng vàng. Người ta cho rằng cây mía là biểu hiện của phước báo của chôn tí cá gieo trồng kiếp trước. 7 lớp của tòa lâu đài là do 7 dạ so chung quanh canh phòng. Các thứ cửa thứ nhất cho dạ so chắp cô ly canh chừng 1000 quyến thuộc. Cửa thứ hai do dạ so úp ba lá canh với 2000 quyến thuộc. Cửa thứ ba do bách chia đá với 3000 quyến thuộc. Cửa thứ tư do bách chia ra ba hú với 4000 quyến thuộc. Cửa thứ năm do dạ so cá xanh canh đá và 15000 quyến thuộc. Cửa thứ sáu do dạ so cách tắp tháp và 6000 quyến thuộc. Cửa thứ bảy do dạ so đi xa ba mút khác 7000 quyến thuộc. Và tòa lâu đài được canh phòng chặt chẽ cả ngày lẫn đêm. Vua Bình Sa Vương nghe Chôn Tí Cá làm chủ tòa lâu đài 7 tầng 7 báo, có 7 lần bức tường cửa bao quanh và 4 vạt châu báu 4 góc liền ban cho chàng chiếc rộng trưởng khố. Từ đó người ta gọi là quan trưởng khố Chôn Tí Cá. Thời ấy có một phụ nữ từng làm việc phước thiện với quan trưởng khố Chôn Tí Cá tái sanh ở Bồ Tát Cá Cô Rú. Chư thiên mang cô đến trong một căn phòng lộng lẫy chẳng kém cung vua. Trong tòa lâu đài của Chôn Tí Cá, cô gái Mayo là một cô hồi môn, một nồi gạo chừng nửa lít và 3 miếng kính cháy đỏ. Từ đấy nồi gạo cung cấp đủ cơm cho gia đình Chôn Tí Cá ăn đến hết đời. Người ta kể họ muốn đầy cơm thì cơm nó lên như 100 cỗ xe, nồi gạo vẫn không vơi đi chút nào. Mỗi khi cần nấu, họ chỉ việc lấy gạo bỏ vào nồi, đặt lên 3 miếng kiếp, chút cháy đỏ được lên. Khi cơm chín rồi liền tắt, muốn nấu nước, muốn nước sôi vào những món cà ri, họ làm theo cách ấy, tất cả đều thành những món ăn, đều lên từ 3 tấm kính. Họ sống trong ánh sáng của ngọc châu quý, không biết đến ánh lửa hay đèn. Tiếng đồn về sự giàu có vinh hiển của quan trưởng khố Chôn Tí Cá lan khắp xứ Diêm Phù Đề. Người ta đủ được cho nhau những cỗ xe đến để xem quan trưởng khố cho lấy những thứ gạo từ Uttarakuru, nấu cháo yết mạch, thết đãi tất cả khách khứa ăn uống họ thích. Ông còn loan báo mọi người được phép lấy tự do quần áo và châu ngọc trên cây như ý. Vị thí chủ sai mở và châu báu lớn hơn một cây số phân phát khắp nơi, xin bà con cứ lấy đủ số châu báu mình cần. Dân chúng Diêm Phù Đề rất là hoan hỷ và châu báu chẳng vơi đi một chút nào. Người ta cho đây là phước báo của Chôn Tí Cá đã trải đầy châu ngọc trong hương thất tổ Phật. Số người kéo lại lâu đài Chôn Tí Cá
để lấy quần áo châu ngọc tiền bạc đông đến nỗi lúc ấy vua Bình Sa Vương muốn đến để xem tòa lâu đài cũng đành chịu, dần dần chán chê rồi những người xem từ từ giảm bước. Vua Bình Sa Vương bảo phụ thân Chô Tí Cát chẳng muốn xem lâu đài của con khanh bệ hạ, ông về nhà kêu Chô Tí Cát: này con, đức vua muốn đến xem lâu đài của con đấy. Dạ được, thưa cha, mời ngài cứ đến. Vua vừa ngự giá đến rồi tùy tùng đông đảo ở cổng thứ nhất cũng tòa lâu đài có một cô nô lệ có nhiệm vụ quét rác. Thấy vua, cô giơ tay ra đỡ, lầm tưởng là vợ của quan trưởng khố. Vua Bình Sa Vương khiêm tốn từ chối, không chịu đặt tay lên cánh tay của cô. Tại cổng, cánh cửa cổng cũng không có những cô nô lệ giống hệt có thể đưa ra để vua đỡ tay vua. Vua cũng lầm tưởng là vợ của trưởng khố nên không chịu đưa tay vịnh. Chô Tí Cát ra chào vua, đứng sau lưng thưa: tôi bệ hạ, xin bệ hạ vào, xin rước bệ hạ vào. Nhưng vua nhìn xuống đất khảm châu ngọc, thấy đó là các hố đầy vàng ngọc sâu thẳm bằng một số trăm người chồng chất lên. Vua nghĩ người này đào hầm bẫy ta, ngài không dám các bước tới. Chô Tí Cát tiến lên: tôi bệ hạ, đây chẳng có hầm hố gì cả, xin bệ hạ bước theo hạ thần. Vua đi theo dấu chân của Chô Tí Cát rồi từ mạnh dạng đi quanh lâu đài, nhìn ngắm đến 7 tầng, tầng cao thứ nhất cho đến tầng cuối cùng. Lúc ấy Thái tử A Xà Thế cũng nắm tay cha đi xem. Thái tử thầm nghĩ: phụ vương ta quả thật thật quá ngốc, tên Chô Tí Cát này tuy chỉ là một vương chủ bình thường nhưng cũng có một cái lâu đài 7 báo để ở, còn phụ vương ta làm vua là có một ngôi nhà gỗ. Ta sẽ, nếu ta lên vua, ta sẽ chẳng cho gia chủ này ở trong lâu đài này. Vua lên đến tầng chót, đã đến gần giờ ăn sáng, liền bảo: này quan đại thần, chúng ta hãy dùng bữa tại đây. Đây, tâu vân, hạ thần sắp xếp như thế. Đồ ngự thiện đã chuẩn bị được sẵn sàng để dâng bệ hạ. Vua tắm bằng 16 bình nước thơm, ngồi trên một chiếc sạp riêng của Chô Tí Cát, dưới mái đỉnh ngọc, người hầu dâng nước cho vua rửa tay, dọn cháo yến mạch đặt trong chiếc đĩa vàng đáng giá 1.000 đồng tiền vàng để trước mặt vua, tưởng đó là món chính. Vua định ăn, quan trưởng khố gọi tâu: tâu bệ hạ, đây chưa phải là món ăn, chỉ là món yến mạch. Người hầu lúc ấy dâng tiếp món ăn chính đựng trong đĩa vàng khác để đặt lên cháo yến mạch. Người ta cho rằng làm như thế món ăn sao có hương vị tuyệt hảo, nhà vua dùng rất ngon miệng và đủ rồi mà cứ vẫn ăn. Quan trưởng khố sụp lại chắp tay kính thưa: tâu bệ hạ, chúng ấy là đủ, cũng xin bệ hạ dừng lại, nếu không bệ hạ sẽ không có thể tiêu nổi. Vua hỏi: này gia chủ, tại sao khanh chê thức ăn mình? Muôn tâu thần cảm có chất chê trách tất cả tùy tùng của bệ hạ đều được hạ thần đã rất muốn yến mạch và cà ri này, nhưng hạ thần lo cho bệ hạ sao? Nếu lỡ gặp lúc bệ hạ không được khỏe, người ta sẽ nói hôm nay vua ngự thiện ở tại nhà quan trưởng khố, các quan đặt món ăn ra sao cho nó mới ra nông nỗi này. Muốn tâu bệ hạ, hạ thần sợ như vậy nên tôi được dẹp thức ăn đi và đem nước ngâm chân cho cẩm. Nhà vua vừa dùng bữa xong, đồ tùy tùng mới được thết đãi những thứ món ấy. Trong khi vui vẻ trò chuyện, quan trưởng khố hỏi vua: này khanh, không có bà vợ nào của khanh sống tại lâu đài này ư? Dạ muốn tâu có, phu nhân đâu? Tâu bệ hạ, bà ấy đang trong phòng. Đang trong phòng khi có bệ hạ đến. Mặc dù vua là đầu tùy tùng từ sáng sớm nhưng phu quân quan trưởng khố không hề nghe biết. Quan trưởng khố nghĩ rõ ràng đức vua phu nhân, ông đến phòng vợ bảo đức vua đã đến, chẳng phải bà có bổn phận chờ đức vua sao? Phu nhân vẫn nằm yên không nhúc nhích. Dích mà hỏi: ông à, người ông kêu ấy là vua à? Ấy là ai? Là quốc vương của ta. Phu quân có ý nghĩa bất mãn. Chúng ta còn có vị quốc vương đầy đủ quân quyền đối với chúng ta, nghĩa là phải có phước thiện mà chúng ta đã làm. Chúng ta đã thiếu niềm tin nên vinh hiển như thế vậy, làm thần dân người khác không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta cúng dường thiếu lòng tin
đây là quả báo. Trút xong sự bất bình, phu nhân đáp: ông bà, giờ tôi phải làm. Bà cầm quạt thốt nốt đến hầu đức vua. Tức là cái bà phu nhân này, bà nói mình có phước như vậy nhưng không có phước uy quyền, cho nên bây giờ mình vẫn còn phải thua cái phước uy quyền, bởi vì mình không có làm cái phước uy quyền. Thì bà cầm đến quạt hầu đức vua, trong lúc đức nhìn, mùa nước hoa từ lông não vua bay vào mắt phu nhân, chảy hai giọt lệ. Vua thấy ở quan trưởng khố này khanh đàn bà thật kém thông minh, chắc phu nhân đang nghĩ nhà vua sẽ đoạt hết của cải của chồng ta nên sợ mà khóc. Khanh hay bảo vệ an tâm, chẳng chẳng hề khao khát của cải nhà khanh muôn tâu. Không phải bà ấy khóc, vậy thì sao? Dạ, chỉ vì bà ấy muốn, chỉ vì mùi nước hoa trên lông bào bệ hạ nồng quá, bà ấy chảy nước mắt thôi. Thật sự bà ấy chưa bao giờ gần ánh đèn, ánh lửa, khi ăn, khi ngồi, khi nghỉ ngơi, chỉ ở dưới ánh sáng châu ngọc muôn tâu bệ hạ. Chắc bệ hạ vẫn sử dụng ánh đèn, đúng vậy, tâu bệ. Bệ hạ từ nay xin bệ hạ hãy thử sử dụng ánh sáng châu ngọc. Quan trưởng khố dân cho đức vua một hộp ngọc cực lớn. Vua ngắm nhìn một hồi lâu và tự nghĩ: Jyotika quả giàu thật. Rồi từ giả ra về. Đến cái câu chuyện này là câu chuyện của Jyotika đặc biệt đây mà chúng ta nghe. Thì kính thưa quý vị, ở cái câu chuyện hiện tại, bây giờ chuyện Chattila thời ấy, cái câu chuyện rất là dài quý vị nhá. Câu chuyện rất là dài cho nên chúng ta chịu khó chúng ta nghe một lần luôn để chúng ta hiểu. Bây giờ Chattila thời ấy có quan trưởng khố sinh năm cô gái vô cùng diễm lệ. Khi nàng 16 tuổi, cha mẹ buộc phải ở trên đầu cao tòa nhà lâu đài 7 tầng trong một phòng đẹp không kém cung vua, chỉ để cô tớ gái ở cùng canh chừng nàng. Một hôm mỹ nhân vừa ngước nhìn ra cửa sổ thấy Vichathara bay ngang, trông thấy liền say mê nàng. Thần bay qua cửa sổ vào phòng cùng nàng. Chẳng bao lâu nàng thọ thai. Cô tớ biết hết, hỏi: thưa tiểu thư, thế là sao? Ôi, em đừng nói với ai. Và cô sợ bèn giữ im. 10 tháng sau, cô chủ sinh một bé trai. Nàng sai mua một chiếc thùng mới đặt đặt đứa nhỏ ở dưới phủ đầy hoa. Lên trên, biểu cô tớ gái: em hãy đội thùng ra sông Hàn và thả trôi giùm ta. Nàng dặn thêm: nếu ai hỏi thùng đựng gì, cứ nói đồ ta tạ lễ, ta dân cúng. Rồi cô gái làm y theo như lời chủ. Dưới sông Hàn, hai người phụ nữ đang tắm trong cái chiếc thùng mới bị dùng nước cuốn phăng phăng. Một bà kêu lên: cái thùng ấy là của tôi nha. Bà kia đáp: trong thùng đó có cái gì là của tôi đó. Thùng đó đến vừa hai bà, họ với tay mở ra thấy có một chú bé. Bà thứ nhất nói: thằng bé này của tôi nói chiếc thùng ấy của tôi. Bà kia cãi: nó là của tôi chứ, tôi đã nói trong thùng cái gì là của tôi thì là của tôi. Hai bà tranh cãi sao liền kéo nhau đến các quan tòa cũng bất lực, không biết dàn xếp nổi, đưa lên triều đình. Vua lắng nghe hai bà cãi lý đồ phán. Bà này lấy đứa nhỏ, bà kia lấy chiếc thùng. Người phụ nữ được đưa đứa bé vào một hay cho một chủ của tôn giả mà hai cái chạm. Hai người phụ nữ được đứa bé cùng một thí chủ đưa đến tôn giả hai cái chai danh ác. Bà nuôi chú bé với cái ý định cái người phụ nữ mà được nuôi đứa bé là thí chủ của tôn giả hai cái chai danh ác. Bà nuôi chú bé với ý định ta sẽ cho thằng bé gia nhập tăng đoàn của tôn giả. Ngày lễ sinh nhật đến, cậu đem tắm cậu được đem tắm cho sạch sẽ và những vết do sinh sản tóc cậu bỗng biến thành bím, do đó cậu được tên là Chattila. Khi cậu bé bắt đầu biết đi, tôn giả đến nhà khất thực. Bà là Phật tử đem ghế mời ngồi tôn giả cúng dường thức ăn và thấy chú bé, tôn giả hỏi: này thiện tính
bà có con trai sao? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con nuôi với ý định con sẽ tới gia nhập tăng đoàn, xin tôn giả rủ lòng thương xót nhận nó. Được, và tôn giả đưa chú bé về. Vừa đi tôn giả vừa nghĩ, chẳng biết đủ phước là một gia chủ giàu rồi có không đây, ngay đó tôn giả biết được cậu có một phúc báo rất lớn, cậu sẽ giàu sang tột bậc. Nhưng giờ cậu bé còn quá nhỏ, chưa hiểu biết chính chắn, tôn giả dẫn đến thành Hoa Thị vào nhà một thí chủ quen gia đình của tôn giả, thấy liền hỏi bạch Đại Đức, cậu bé này theo ngài phải đồng hữu, cậu bé sẽ vào tăng đoàn, mà cậu còn bé quá, hãy cho cậu ở lại đây ít lâu. Thưa vâng, được, vậy thí chủ thương yêu chăm sóc, hãy như chăm sóc như con. Nhưng ông tích trữ hàng hóa cả 12 năm rồi. Một hôm có một người đi qua bên, ông đem hết số hàng tồn trữ một cửa hiệu bảo cậu ở đó và dặn dò giá tiền của mỗi món hàng. Món hàng chừng ấy mà món kia cũng như vậy, nếu như không nghe người ta trả giá ấy, nhớ bán nhé. Xong ông ta đi, chư thiên bổ hộ thành đưa hết khách vào trong đến cửa tiệm của cậu, và những người cần mua hạt tiêu, cần mua hạt tiêu hay là mua hạt gì, kết quả một ngày bán sạch sẽ hết số hàng tích trữ gần 12 năm. Gia chủ về thấy cửa tiệm trống trơn, hỏi con ơi, hàng bán hết rồi sao? Dạ, đâu có mất. Hàng mất hết rồi sao? Dạ đâu có mất. Ngài để lại món gì? Cô đều bán hết. Theo lời ngài dạy, đây là tiền bán. Gia chủ vô cùng quan hỷ, cậu bé này đúng là quý nhân. Cậu có thể sống bất cứ nơi đâu cũng no đủ. Con gái của ông đã đến tuổi kém chồng, ông kêu và cất nhà và gả con cho cậu. Nhà xây xong, ông dục con rể, con về nhà riêng ở đi. Cha Tí Lá vừa đặt chân lên ngưỡng cửa ngôi nhà chàng, đất sau bỗng nứt và một núi vàng cao 40 mét vọt lên. Vô nghe tin có núi vàng từ dưới đất hiện ra, sau nhà Cha Tí Lá liền ban cho chàng chiếc lòng chưởng khố và được gọi là chưởng khố Cha Tí Lá. Quan chưởng khố có 3 con trai. Khi trưởng thành, ông muốn làm Sứ Gia Sa Môn. Ông thầm tính, nếu vị chưởng khố nào giàu gia thế có như ta, họ mới cho ta xuất gia. Và ông quyết tìm cho ra. Ông cho đúc một viên gạch, một chiếc roi và một dây thần bằng vàng, trao cho gia nhân bảo các ông mang những thứ này đi khắp Diêm Phù Đề, bảo họ có mục đích gì, ngầm kiếm cho ta một quan chưởng khố cũng giàu có ngang bằng. Được rồi thì về đây. Đám gia nhân đi vùng này xứ nọ, cho đến một hôm đặt chân đến thành Pháp Bí Á. Quan chưởng khố Ram Mendaka cũng ở tại thành. Thế đám gia nhân của Chô Tê Ca hỏi, của Cha Tí Lá hỏi, này các bạn đi đây có mục đích gì không? Chúng tôi có mục đích, chẳng có mục đích gì cả. Quan chưởng khố hoàng nghĩ, không thể có chuyện. Mấy người này đi đó mà cầm mấy cái vật kia lại không có mục đích, rồi họ đang xem xét khắp vùng. Và ông nói với đám gia nhân, mời các bạn vào vườn của chúng tôi. Đám người kéo vào thì thấy trên khu đất của những con cừu vàng to bằng voi, của những con ngựa hoặc bằng bò tốt đang nhảy nhót lung tung đập vào lưng nhau, cài đất nứt nẻ từng đường. Đi quanh nhìn đám cừu hồi lâu, họ rời sân. Quan chưởng khố ra hỏi, sao các ngươi lại muốn tìm rồi ở các ngươi gặp muốn thứ tìm rồi chứ? Bẩm thưa đại quan, chúng con vẫn chưa tìm được, vậy thì xin chào. Ông từ giả gia nhân và đi về. Ngày của mình, quan chưởng khố Cha Tí Lá hỏi các bạn, được quan chưởng khố nào làm bằng vàng như nhà ta không? Thưa chủ nhân, nhà giàu chưa thấp vào đâu. Quan chưởng khố Ram ở thành Pháp Đi Giá giàu tới mức này bầy nè. Họ kể nghe xong, quan chưởng khố quan hỷ thầm nghĩ, ta kiếm được một người rồi, chẳng biết còn ai nữa. Ông cho gia nhân đắp một cái chăn giá 100.000 đồng tiền vàng, bảo các bạn hãy đi kiếm xem có nhà quan chưởng khố nào như vậy nữa. Chưa này đến thành Vương Xá, chất một đống củi và gần quan chưởng khố Chô Tí Cá và châm lửa đốt. Người hỏi lý do, họ đáp, chúng tôi mang theo tấm chăn rất quý định bán mà chưa có người mua, sợ mang theo bị cướp, chúng tôi tính đốt mới tiếp tục đi tới cuộc hành trình.
qua chữ khố. Jyotika thấy họ hỏi gia nhân, mấy người kia làm gì thế? Sau khi nghe chuyện, ông bảo họ đến, tấm chăn giá bao nhiêu? Thưa 100.000 đồng. Jyotika kêu đưa cho họ 100.000 đồng rồi nói, các ông đem dùng tấm chăn này cho cô tới gái đang quét rác ở cổng lâu đài kia. Cô ta nhận tấm chăn rồi họ thốt lên. Và vật quan nói, thưa chủ nhân, nếu con có lỗi gì sao ngài lại không đến đập con? Ngài lại cho con tấm chăn thô xấu như thế. Cô làm sao may quần áo, may áo choàng? Ta cho cô tấm chăn chẳng phải để cô may đồ. Cô có thể cuộn nó lại ở để dưới chân giường. Sau khi rửa chân bằng nước thơm, cô dùng nó lau chân được chưa? Bẩm vâng, thế thì được. Lúc ấy cô gái mới chịu ôm cái tấm chăn ra đi. Đám gia nhân cha tí lá chứng kiến sự việc ấy về và về nhà nghe chủ hỏi, các bạn kiếp được ai vào bằng ta chưa? Họ vội đáp, thưa chủ nhân, người giàu vừa ngày giàu thật nhưng chẳng thấm vào đâu. Quan trưởng khố Chô Tí Cá thành vương xá giàu tới như vậy nè. Họ miêu tả cảnh giàu sang trong lâu đài rồi. Câu chuyện tấm chăn nghe xong, ông càng vui vẻ nói, bây giờ ta có thể xin xuất gia làm sa môn rồi. Ông vào hoàng cung, tâu vua, tâu bệ hạ muốn xin xuất gia làm sa môn, được thôi, Khanh cứ đi ý muốn của Khanh. Cha Tí Lá về nhà gọi hết các con đến, trao cho con trưởng chiếc cuốc xẻng bằng vàng, bảo các con ra đi núi vàng phía sau để lấy một cục vàng. Người con cầm xẻng xúc vào núi chẳng cảm thấy như xúc vào đá cứng. Cha Tí Lá lấy xẻng trong tay con trai trưởng, trao cho con trai thứ hai, bảo làm như trước. Người này cũng như người anh, xúc vào vàng, chỉ cảm thấy như xúc đất, xúc vào tảng đá. Cha Tí Lá trao xẻng cho con út, anh này cầm xẻng xúc thì vàng rơi ra như đất mềm. Quan trưởng khố bảo, thôi đủ rồi. Con bảo hai đứa con, ông bảo hai đứa con lớn, núi vàng này không phải là của các con, chỉ thuộc về thằng út. Các con hãy cùng nó chung hưởng giàu sang. Tại sao núi vàng chỉ thuộc về người cha và đứa con út? Tại sao quan trưởng khố bị bỏ trôi xong từ lúc sơ sinh? Đây là quả báo của những việc làm trong kiếp trước. Và ngài kể lại chuyện quá khứ. Ông thợ vàng và ba người con, một kiếp kia ngôi tháp thờ Đức Phật Ca Diếp đang được xây cất, có một vị A-la-hán đến hỏi thợ xây, các bạn tại sao mặt tháp phía bắc xây nửa chừng như thế? Và vì không đủ vàng. Tôi sơ vào làm kêu gọi người cúng dường, các ông hãy cố gắng hết sức lo công việc. Nghèo vào thành kêu gọi hỏi hỡi nam, hiện nam tính nữ hiện không có đủ vàng xây mặt tháp phía bắc, xin các thí chủ đóng góp. Sau đó người đến nhà ông thợ vàng, gặp đúng lúc ông đang cãi với vợ. Tôn giả nói, vẫn không đủ xây mặt bắc, bảo tháp nhận lãnh lạc, việc này cần phải biết rõ. Đang tức giận, vợ ông đáp, ông hãy bị im miệng, ông hãy liệng Đức Thế Tôn của ông xuống sông rồi cho đi khuất mắt. Bà vợ trách chồng, ông đã phạm tội đại ác, ông giận tôi thì cứ mắng, tại sao sân hận với chư Phật, với chư Phật quá khứ hiện tại vị lai như vậy? Thợ vàng đúc vàng lúc ấy mới thấy hối tiếc, ông lại sụp vì A La Hán, thưa xin đại đức quan hỷ xả cho con. Con đâu có nói gì, hãy sám hối Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã làm để được, định làm gì để được xá tội này thì khổ? Ông hay làm ba bình bông bằng vàng đặt lên hộp đựng xá lợi Phật, rồi nhúng bớt tóc và quần áo để sám hối Đức Thế Tôn. Thưa vâng, bạch đại đức. Trong lúc những bông hoa vàng, ông gọi người con trai trưởng lên bảo, con ạ, cha đã nói những lời ác với Thế Tôn, sau khi làm xong những hoa này sẽ đặt lên hồng xá lợi Phật và sám hối, con đi theo cha nhé. Người con muốn đi theo cha, đâu phải vì con muốn mà cha nói lời thô ác như vậy. Cha đi một mình, ông kêu người con thứ thì cũng không muốn đi, nên trả lời người anh đến người con út, cậu thưa, bổn phận con là con cái phải làm những gì cần làm, cậu hứa đi cùng cha đến tháp Phật và phụ giúp ông ta làm các bông hoa vàng. Xong ba bình bông, ông nhắm cái bề rộng và cái hồng đựng xá lợi, đặt chúng xuống, nhúng tóc ướt vào quần áo rồi đến sám hối Phật. Và vì nguyên nhân trên, liên tiếp trong 7 kiếp Cha Tí Lá vừa chào đời đã bị bỏ xuống sông. Kiếp này là kiếp cuối cùng, cũng do vì không phụ giúp cha cho nên hai người con lớn chẳng được phần hưởng cái núi vàng, chỉ có cha và người con út.
quan trưởng khố sau khi dặn con bảo cho con cất liền xuất gia làm sa môn đệ tử Phật chỉ vài ngày sau chứng đắc a la hán. Một hôm Đức Phật và cùng 500 thầy tỳ kheo đi cất thực đến nhà của Cha Tỳ La và cúng dường Phật và chư tăng suốt nửa tháng. Tối lại các thầy tỳ kheo thỉnh các tỳ kheo vào pháp đường để bàn tán: này huynh Cha Tỳ La, bây giờ huynh có tiếc nhớ núi vàng khổng lồ của các con không? Thưa huynh, tôi chẳng nhớ, tôi cũng chẳng hạnh diện vì chúng. Vì chúng, các thầy bảo nhau tôn giả Cha Tỳ La nói dối, phạm tội vọng ngữ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấy nghe các thầy liền bảo: này các tỳ kheo, ông ấy chẳng tiếc, chẳng nhớ, chẳng hạnh diện gì. Ngài đến và kể: ai ở đời đoạn ái, mỗi nhà sống xuất gia, ái ngủ được đoạn tận, tai gọi bà La Môn. Và tiếp theo cũng một câu chuyện nữa, cũng Vua A Sịt thì kính thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn người đợi đang ở tại trung tâm định xá liên quan tới tiền thượng giả Chotika, Vua A Sịt thế đánh chiếm lâu đài Chotika. Sau khi âm mưu với Đề Bà Đạt Đa giết cha là Vua Bình Sa Vương để lên ngôi, Vua A Sịt thế tự nghĩ: bây giờ ta sẽ chiếm tòa lâu đài của quan trưởng khố. Vua nay nịch chuẩn bị khí giới như lúc ra trận, kéo quân đi. Nhưng vừa khi đến bóng, khi vừa thấy bóng mình, đoàn quân phản chiến trên các bức tường chạm châu ngọc của vua, chủ nhân đã sẵn sàng khí giới để chiến đấu. Đang cùng gia nhân tiến ra, nên lính của vua A Sịt Thế không dám đến gần. Hôm ấy ngẫu nhiên đúng vào ngày mà quan trưởng khố quyết định bắt đầu ăn sáng và đi từ sớm. Sau ông đi đến nghe để nghe Phật giảng pháp. Và thần Dạ Xoa, Giá Mô, Cù Lý gác cổng thứ nhất của tòa lâu đài thấy A Sịt Thế đến bèn la: ngươi đi đâu vậy? Thần đánh cho binh đoàn của vua, vua thua xỉ niệm, tháo chạy tán loạn và còn được đuổi đánh nữa. Vua A Sịt Thế phải chạy trốn vào ngôi tịnh xá mà quan trưởng khố đang ngồi nghe pháp. Thấy vua ông đứng vậy, tâu bệ hạ: có việc gì? Này khách, làm sao mà ông vừa điều khiển gia nhân đánh với trẫm xong, khanh định thấy ngồi đây giả vờ nghe pháp được? Muôn tâu bệ hạ định để đến chiếc của nhà hạ thần sao? Đúng vậy, tâu bệ hạ, 1000 ông vua cũng không đoạt được nhà hạ thần. Vua nổi giận, nó định chiếm ngôi chăng? Tâu không, hạ thần không quyết định làm vua, nhưng vua đều không thể cưỡng đoạt được nhà của hạ thần dù một sợi chỉ. Vậy ngươi có đồng ý để ta lấy lâu đài ngươi không? Tâu bệ hạ, trên tay hạ thần đây đang đeo coi như là 20 chiếc nhẫn. Hạ thần không cho bệ hạ thử lấy xem. Vua nhìn vua ngồi và thu mình lấy đà nhảy lên trên không trung và tới chính thước. Sau đó vua đứng lên cao 40 thước nữa, dùng sức mạnh vô song. Vua vặn cách nào cũng chẳng lôi ra được một chiếc nhẫn ra khỏi tay của quan trưởng khố. Sau cùng quan trưởng khố nói: tâu bệ hạ, xin bệ hạ trải áo choàng ra. Vừa trải ra, quan trưởng khố duỗi hai bàn tay ra thì 20 chiếc nhẫn rơi xuống. Muốn tâu bệ hạ thấy đó, không ai có thể cưỡng đoạt của hạ thần được. Hành vi của vua là quan trưởng khố rất ngao ngán. Ông thưa tâu bệ hạ, xin phép hạ thần được xuất gia làm sa môn. Vua nghĩ thầm: quan trưởng khố mà làm sa môn, ta sẽ chiếm đoạt cái lâu đài một cách dễ dàng. Vua bèn bảo: khanh cứ xuất gia cho tí khá, xuất gia làm đệ tử Phật chẳng bao lâu chứng A-la-hán được mọi người biết đến dưới cái tên là Chô Tí Cá. Ông vừa đắc quả tất cả châu báu ngọc quý ở thế gian của ông đều biến mất hết, và chư thiên cũng đưa vợ của ông ta là Alaka Dí của ông về xứ Uttarakuru. Một hôm các thầy tỳ kheo hỏi tôn giả: này huynh Chô Tí Cá, huynh có nhớ đến tòa lâu đài hoặc vợ huynh không? Thưa chư huynh, không. Các thầy đến bạch Phật và Thế Tôn: thầy tỳ kheo này nói dối, phạm ngôn ngữ Phật dạy. Này các tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc gì những thứ ấy. Ngài nói lên và kể: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, tai gọi bà La Môn. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện nó đã hết cái luôn mà chúng tôi muốn kể cho quý vị một cách như vậy để cho quý vị biết được một cái điều mà một cái câu chuyện của Chô Tí Cá rất là quan trọng. Đọc chú vị nghe không, đoạn thật là dài. Thì ở đây nếu chúng ta có phước thì tất cả nó sẽ được giữ, nó sẽ được tốt đẹp tồn tại. Mà khi có phước thì không bị
vua chiếm đoạt không bị lửa, không bị cái gì mang đi. Và đối với tụi người mà đoạn ái cái người như là một vị, như là một cái, như là một cái vị mà chứng đắc thánh quả rồi, thì đâu có vàng bạc châu báu, vợ chồng con cái đó đâu là cái gì nữa với các ngài. Và chúng ta nhớ phước là nơi nương nhờ, phước sẽ là một điều mà nó theo ta suốt mà không có. Như trong bài kinh Quân Tập Công Đức á, nếu chúng ta hết phước làm chủ, tài sản tự biến mất. Nếu chúng ta có phước làm chủ thì tài sản nó tự đến. À, nó vậy đó. À, khi phải hết phước làm chủ, tài sản tự biến mất, hoặc là giả sọ đỏ khoan đi, hoặc bị kẻ thừa tự sinh lòng tham đánh cắp, hoặc hết phước, hết phước làm chủ, tài sản tự biến mất. Đó là giá trị thật như vậy. Và hôm nay chúng ta nhớ rằng trong cuộc đời này chúng ta hãy làm những cái thiện phước, để đó là những cái thiện phước nó mang theo chúng ta. Ích chí tăng, ba thi tăng, tâm hành, tức là chúng ta nguyện, ý nguyện, ước nguyện như thế nào nó sẽ được thành tựu như thế đó. Và xin có được điều trình bày qua cái câu Pháp Cú 416 là như vậy, một cái chuyện dài như thế, mong quý vị quan hỷ. Và kính chấm dứt thời gian tiếng ở đây, kính dân Phật với là Đức Đức Trời, Đức Thích, Đức Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất thực vị chư thần chư tiên ở tại chùa Vũ Đức, chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh ký linh, tất cả chúng sinh ở tại hai chùa xin tất cả hoan hỷ phước lành và được thăng sanh về cảnh giới an vui. Mong cho tất cả chúng ta đều được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Thú lành thai, chúng con thành kính tri ân vị quyền đã đọc bài câu chuyện của về hai ngài Châu Tý Cá và Trá Tý Lá cho rung chúng con được nghe. Thành kính tri ân sư và thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng nghĩa tự dựng của bài kinh Pháp Cú 416 này. Con thấy có nít thượng tọa Minh Hạnh còn trong rung mà không biết sư có qua bên kia chưa. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng. Nếu thượng tọa không còn trong rung, con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, không thấy tín hiệu của thượng tọa Minh Hạnh, vậy con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền chúc phúc cho đạo tràng ạ. Con kính dâng mít đến sư.